Những ngày này, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đang tích cực cùng vào cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xác định công tác xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm COVID-19 chính là nhiệm vụ tiên quyết, bởi có kết quả xét nghiệm sớm thì mới có thể thần tốc truy vết các đối tượng F1, F2 và tiến hành khoanh vùng dập dịch. Những cán bộ làm xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để phát hiện ra những mẫu dương tính với COVID-19 đang dốc tâm, dốc sức, thực hiện không kể ngày đêm. Không còn biết ngày hay đêm, các cán bộ xét nghiệm luôn có mặt 24/24 giờ tại phòng xét nghiệm. Mọi tâm trí chỉ tập trung vào nhiệm vụ xét nghiệm. Bởi ở đây, ai cũng ý thức được rằng họ đang phải chạy đua với thời gian, chạy đua với sự lây lan thần tốc của dịch bệnh COVID-19. Tính từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, lực lượng làm công tác xét nghiệm của tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 8.000 trường hợp. Nhờ đó đã phát hiện ra các trường hợp dương tính và truy vết những đối tượng liên quan. Cũng từ kết quả xét nghiệm trên mà Vĩnh Phúc đã nhanh chóng khoanh vùng, cách ly các điểm, truy vết, cách ly tập trung các đối tượng F1 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Xét nghiệm phát hiện được SARS-CoV-2 thì nó có rất là nhiều khâu. Từ cái khâu mà để đi lấy được mẫu thì chúng tôi đã huy động tất cả các lực lượng mà chúng tôi đã đào tạo trước đây. Trước khi có các cái vụ dịch xảy ra là chúng tôi đã đào tạo cho các cán bộ từ tuyến huyện, tuyến xã để thực hiện được lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển mẫu lên các phòng xét nghiệm. Thứ hai nữa là trong cái phòng xét nghiệm thì chúng tôi cũng phân công, phân nhiệm rất là rõ ràng về cái việc là ai làm gì như thế nào và tăng cường các cái cán bộ khác, ví dụ như những cái khâu mà là nhập các cái số liệu, các cái thông tin nhưng người khác có thể thực hiện được mà không phải là kỹ thuật viên xét nghiệm làm, thì chúng tôi đã tăng cường các cán bộ để phục vụ cho cái khâu đó và ứng dụng các công nghệ thông tin để làm sao được ra được các cái kết quả nhanh nhất. Trong đêm qua, Vĩnh Phúc đã kích hoạt hoạt động bệnh viện dã chiến để chủ động cho công tác khám và điều trị bệnh nhân. Cả hệ thống chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc với tinh thần chống dịch như chống giặc.